Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 1, đồng chí Trương Thị Mai, Quỹ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác năm 2023 với các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Quỹ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trần Diệt Trường Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng, lãnh đạo văn phòng thành quỹ. Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ, năm bản lệ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Các tỉnh quỹ, thành quỹ đã bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của năm 2023, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh thành phố. Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy đã đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, thống nhất nhiệm vụ năm 2024 đồng thời nêu lên những nét nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác lãnh đạo chỉ đạo từ thực tiễn địa phương, cùng với đó nêu lên những khó khăn dướng mắt trong quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị các giải pháp để Trung ương xem xét tháo gỡ khó khăn tại điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.